lợi nhuận hóa chất Đức Giang đi lùi 70% tài sản là tiền. Trong báo cáo tài chính hợp nhất của hóa chất Đức Giang quý 3 năm 2024, trong bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 3, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024, có thể thấy một số chỉ tiêu tài sản chính có sự thay đổi rõ rệt giữa số cuối kỳ và số đầu năm. Sau đây là phân tích tăng trưởng của một số khoản mục chính. 1. Tổng tài sản ngắn hạn, mã số 100, số cuối kỳ 13.031 tỷ 21.545.616 Việt Nam đồng. Số đầu năm 12.466 tỷ 646.825.746 Việt Nam đồng. Tăng trưởng 564 tỷ 374.719.870 Việt Nam đồng, tương đương tăng khoảng 4,53%. Tổng tài sản ngắn hạn đã tăng nhẹ, cho thấy doanh nghiệp có sự gia tăng trong tài sản lưu động và khả năng thanh khoản. 2. Tiền và các khoản tương đương tiền, mã số 110. Số cuối kỳ 248 tỷ 488.682.452 Việt Nam đồng. Số đầu năm 1.060 tỷ 574.918.860 Việt Nam đồng, giảm 812 tỷ 86.236.408 Việt Nam đồng, giảm khoảng 76,55%. Doanh nghiệp đã giảm đáng kể lượng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Điều này có thể phản ánh việc đầu tư vào các khoản khác hoặc chi tiêu cho các hoạt động vận hành. 3. Đầu tư tài chính ngắn hạn, mã số 120, số cuối kỳ 11.117 tỷ 860.625.577 Việt Nam đồng. Số đầu năm 9.342 tỷ 715.040 Việt Nam đồng. Tăng trưởng 1.775 tỷ 859.910.537 Việt Nam đồng, tăng khoảng 19,01%. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đã tăng mạnh, cho thấy doanh nghiệp có thể đang mở rộng hoạt động đầu tư ngắn hạn, giúp gia tăng giá trị tài sản. 4. Các khoản phải thu ngắn hạn, mã số 130, số cuối kỳ 878 tỷ 699.190.890 Việt Nam đồng. Số đầu năm 1.129 tỷ 510.487.178 Việt Nam đồng, giảm 250 tỷ 811.296.288 Việt Nam đồng, giảm khoảng 22,2%. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm, có thể do doanh nghiệp đã thu hồi một phần các khoản nợ ngắn hạn từ khách hàng hoặc giảm số lượng bán chịu. 5. Hàng tồn kho, mã số 140, số cuối kỳ 738 tỷ 172.010.532 Việt Nam đồng. Số đầu năm 854 tỷ 908.643.204 Việt Nam đồng, giảm 116 tỷ 736.632.672 Việt Nam đồng, giảm khoảng 13,65%. Doanh nghiệp đã giảm lượng hàng tồn kho, có thể là do tăng cường bán hàng hoặc giảm nhập hàng mới, giúp cải thiện dòng tiền. 6. Tài sản ngắn hạn khác, mã số 150, số cuối kỳ 47 tỷ 801.406.165 Việt Nam đồng. Số đầu năm 79 tỷ 652.61.464 Việt Nam đồng, giảm 31 tỷ 850.655.299 Việt Nam đồng, giảm khoảng 40%. Khoản tài sản ngắn hạn khác giảm đáng kể, có thể là do các khoản thuế hay phí trả trước đã được thực hiện, hoặc các khoản phải thu khác đã được thu hồi. Ở phần tài sản ngắn hạn, doanh nghiệp hóa chất Đức Giang có sự tăng trưởng đáng kể trong các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, nhưng lượng tiền mặt và hàng tồn kho lại giảm. Điều này cho thấy sự thay đổi chiến lược của doanh nghiệp, tập trung vào việc đầu tư và quản lý dòng tiền. Trong phần tài sản dài hạn của bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 3 năm 2024, có sự thay đổi rõ rệt ở một số chỉ tiêu chính giữa số cuối kỳ và số đầu năm. Sau đây là phân tích chi tiết. 1. Tổng tài sản dài hạn, mã số 200, số cuối kỳ 3.165 tỷ 947.012.912 Việt Nam đồng. Số đầu năm 3.133 tỷ 867.338.940 Việt Nam đồng. Tăng trưởng 32 tỷ 79.673.972 Việt Nam đồng, tăng khoảng 1,02%. Tổng tài sản dài hạn tăng nhẹ, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào các khoản mục dài hạn. 2. Các khoản phải thu dài hạn, mã số 210, số cuối kỳ 32 tỷ 496.859.984 Việt Nam đồng. Số đầu năm 31 tỷ 224.645.692 Việt Nam đồng. Tăng trưởng 1 tỷ 272.214.292 Việt Nam đồng, tăng khoảng 4,07%. Khoản phải thu dài hạn tăng nhẹ, phản ánh việc doanh nghiệp có thêm các khoản phải thu từ khách hàng hoặc đối tác trong dài hạn. 3. Tài sản cố định, mã số 220, số cuối kỳ 2.276 tỷ 125.535.717 Việt Nam đồng. Số đầu năm
2.456 tỷ 834 triệu 598.979 Việt Nam đồng, giảm 180 tỷ 709 triệu 63.262 Việt Nam đồng, giảm khoảng 7,35%. Tài sản cố định giảm, chủ yếu là do khấu hao tài sản hoặc việc bán bớt tài sản cố định trong kỳ. 4. Bất động sản đầu tư, mã số 230, không có thông tin thay đổi ở cả hai kỳ, có thể do doanh nghiệp chưa đầu tư vào bất động sản hoặc không có sự thay đổi giá trị trong mục này. 5. Tài sản dở dang dài hạn, mã số 240, số cuối kỳ, 452 tỷ 17 triệu 527.831 Việt Nam đồng. Số đầu năm, 225 tỷ 371 triệu 527.019 Việt Nam đồng. Tăng trưởng, 226 tỷ 646 triệu 812 Việt Nam đồng, tăng khoảng 100,54%. Tài sản dở dang dài hạn tăng mạnh, cho thấy doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án dài hạn, chủ yếu liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh hoặc xây dựng dở dang. 6. Đầu tư tài chính dài hạn, mã số 250, không có thay đổi trong các khoản đầu tư tài chính dài hạn giữa hai kỳ. Có thể do doanh nghiệp chưa thực hiện thêm các khoản đầu tư mới hoặc không có biến động giá trị đáng kể. 7. Tài sản dài hạn khác, mã số 260, số cuối kỳ, 405 tỷ 307 triệu 89.380 Việt Nam đồng. Số đầu năm, 420 tỷ 436 triệu 567.250 Việt Nam đồng. Giảm 15 tỷ 129 triệu 477.870 Việt Nam đồng, giảm khoảng 3,6%. Tài sản dài hạn khác giảm, có thể do các khoản chi phí trả trước hoặc các khoản đầu tư dài hạn khác đã được thanh toán hoặc hết thời gian hiệu lực. Tài sản dài hạn của doanh nghiệp có sự tăng trưởng nhẹ. Đáng chú ý nhất là tài sản dở dang dài hạn tăng đáng kể, cho thấy sự mở rộng hoặc tiếp tục đầu tư vào các dự án lớn của doanh nghiệp. Mặc dù tài sản cố định và tài sản dài hạn khác giảm do khấu hao hoặc thanh toán bớt. Trong phần nguồn vốn, nợ phải trả của bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 3 năm 2024 có sự thay đổi rõ rệt ở một số chỉ tiêu chính giữa số cuối kỳ và số đầu năm. Sau đây là phân tích chi tiết. 1. Tổng nợ phải trả, mã số 300, số cuối kỳ, 2.055 tỷ 814 triệu 710.512 Việt Nam đồng. Số đầu năm, 3.563 tỷ 181 triệu 359.270 Việt Nam đồng. Giảm 1.507 tỷ 366 triệu 648.758 Việt Nam đồng, giảm khoảng 42,3%. Tổng nợ phải trả giảm mạnh, điều này cho thấy doanh nghiệp đã thanh toán đáng kể các khoản nợ trong kỳ, cải thiện tình hình tài chính. 2. Nợ ngắn hạn, mã số 310, số cuối kỳ, 1.987 tỷ 963 triệu 430.764 Việt Nam đồng. Số đầu năm, 3.492 tỷ 906 triệu 503.052 Việt Nam đồng. Giảm 1.504 tỷ 943 triệu 72.288 Việt Nam đồng, giảm khoảng 43,1%. Nợ ngắn hạn giảm mạnh, điều này có thể do doanh nghiệp đã thanh toán một lượng lớn các khoản nợ ngắn hạn trong kỳ. 3. Chi tiết một số khoản mục nợ ngắn hạn, phải trả người bán ngắn hạn, mã số 311, số cuối kỳ, 221 tỷ 722 triệu 792.166 Việt Nam đồng. Số đầu năm, 190 tỷ 111 triệu 45.870 Việt Nam đồng. Tăng trưởng, 31 tỷ 611 triệu 746.296 Việt Nam đồng, tăng khoảng 16,6%. Doanh nghiệp có sự gia tăng khoản phải trả người bán ngắn hạn, có thể do tăng nhập hàng hoặc dịch vụ trong kỳ. 4. Người mua trả tiền trước ngắn hạn, mã số 312, số cuối kỳ, 68 tỷ 316 triệu 253.205 Việt Nam đồng. Số đầu năm, 61 tỷ 792 triệu 801.018 Việt Nam đồng. Tăng trưởng, 6 tỷ 523 triệu 452.187 Việt Nam đồng, tăng khoảng 10,55%. Khoản người mua trả tiền trước tăng nhẹ, phản ánh việc doanh nghiệp đã nhận được khoản trả trước từ khách hàng. 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước, mã số 313, số cuối kỳ, 249 tỷ 249 triệu 614.727 Việt Nam đồng. Số đầu năm, 79 tỷ 848 triệu 905.083 Việt Nam đồng. Tăng trưởng, 169 tỷ 400 triệu 709.644 Việt Nam đồng, tăng khoảng 212%. Khoản thuế và các khoản phải nộp nhà nước tăng mạnh, có thể do lợi nhuận tăng dẫn đến nghĩa vụ thuế cao hơn. 6. Phải trả người lao động, mã số 314, số cuối kỳ, 146 tỷ 321 triệu 760.024 Việt Nam đồng. Số đầu năm, 191 tỷ 405 triệu 812.186 Việt Nam đồng. Giảm 45 tỷ 84 triệu 52.162 Việt Nam đồng, giảm khoảng 23,5%. Doanh nghiệp đã chi trả nhiều khoản tiền lương cho người lao động, dẫn đến sự giảm sút khoản phải trả này.
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, mã số 320, số cuối kỳ 791.560.582.209 Việt Nam đồng. Số đầu năm 1.328.12.657.205 Việt Nam đồng. Giảm 536.452.74.996 Việt Nam đồng, giảm khoảng 40,4%. Doanh nghiệp đã giảm một lượng lớn các khoản vay ngắn hạn, giúp giảm áp lực tài chính. 8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, mã số 322, số cuối kỳ 498.75.862.730 Việt Nam đồng. Số đầu năm 375.194.310.354 Việt Nam đồng, tăng trưởng 122.881.552.376 Việt Nam đồng, tăng khoảng 32,75%. Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng đáng kể, có thể do doanh nghiệp đã phân bổ nhiều hơn cho phúc lợi nhân viên trong kỳ. 9. Nợ dài hạn, mã số 330, số cuối kỳ 67.851.279.748 Việt Nam đồng. Số đầu năm 70.274.856.218 Việt Nam đồng. Giảm 2.423.576.470 Việt Nam đồng, giảm khoảng 3,45%. Nợ dài hạn giảm nhẹ, cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định các khoản nợ dài hạn và không có biến động lớn. 10. Chi tiết một số khoản mục nợ dài hạn, phải trả dài hạn khác, mã số 337, số cuối kỳ 180.715.809 Việt Nam đồng. Số đầu năm 170.932.436 Việt Nam đồng, tăng trưởng 9.783.373 Việt Nam đồng, tăng khoảng 5,72%. Các khoản phải trả dài hạn khác tăng nhẹ, nhưng không đáng kể. 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả, mã số 341, số cuối kỳ 67.570.563.939 Việt Nam đồng. Số đầu năm 70.003.923.782 Việt Nam đồng, giảm 2.433.359.843 Việt Nam đồng, giảm khoảng 3,48%. Thuế thu nhập hoãn lại giảm nhẹ, có thể do thay đổi trong chính sách thuế hoặc lợi nhuận dự kiến. Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp giảm mạnh, chủ yếu do giảm các khoản nợ ngắn hạn và vay ngắn hạn, đồng thời có sự gia tăng trong một số khoản mục như phải trả người bán và quỹ phúc lợi. Điều này cho thấy doanh nghiệp đã tập trung thanh toán nợ ngắn hạn để giảm bớt áp lực tài chính, đồng thời cải thiện quỹ phúc lợi cho nhân viên. Nguồn vốn chủ sở hữu, mã số 410. 1. Tổng vốn chủ sở hữu tăng từ 12.037.332.805.416 lên 14.141.153.848.016, tương đương mức tăng 2.103.821.42.600. 2. Vốn góp của chủ sở hữu, mã số 411, không thay đổi, vẫn giữ ở mức 3.797.792.860.000. 3. Thặng dư vốn cổ phần, mã số 412, cũng không thay đổi, ở mức 1.786.667.372.400. 4. Vốn khác của chủ sở hữu, mã số 414, giữ nguyên tại mức âm 849.228.747.207, tức âm vốn. 5. Cổ phiếu quỹ, mã số 415, không thay đổi, ở mức âm 8.730.000. 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản, mã số 416 và chênh lệch tỷ giá hối đoái, mã số 417 đều không có số liệu. 7. Quỹ đầu tư phát triển, mã số 418, tăng từ 972.670.168.201 lên 1.417.696.647.726, tăng 445.026.479.525. 8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, mã số 421, tăng mạnh từ 5.999.140.534.512 lên 7.597.295.800.646, tức tăng 1.598.155.266.134. 9. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước, mã số 421A, tăng từ 4.178.378.686.876 lên 5.355.457.847.718, tăng 1.177.79.160.842. 10. LNST chưa phân phối kỳ này, mã số 421B, tăng từ 1.820.761.847.636 lên 2.239.339.952.928, tăng 418.578.105.292. 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mã số 422, không có thay đổi, không có dữ liệu.
12. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát, mã số 429, tăng từ 330 tỷ 299 triệu 347 nghìn 500 lên 390 tỷ 938 triệu 644 nghìn 451, tăng 60 tỷ 639 triệu 296 nghìn 941. Hai, nguồn kinh phí và quỹ khác, mã số 430. Không có thay đổi, không có số liệu cho cả hai kỳ. 13. Tổng cộng nguồn vốn, mã số 440. Tổng nguồn vốn tăng từ 15.600 tỷ 514 triệu 164.686 lên 16.196 tỷ 968 triệu 558.528, tức tăng 596 tỷ 454 triệu 393.842. Nhận xét chung, tăng trưởng lớn nhất đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển, cho thấy công ty đã có lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận để tăng cường đầu tư phát triển. Lợi nhuận giữ lại đã tăng khá mạnh, điều này có thể phản ánh việc công ty duy trì chiến lược tái đầu tư hơn là phân chia cổ tức. Phân tích sự tăng trưởng chính. 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, mã số 01. Quý 3 năm nay, 2.559 tỷ 433 triệu 743.806, tăng so với quý 3 năm trước là 2.464 tỷ 367 triệu 912.843. Lũy kế năm nay, 7.451 tỷ 274 triệu 449.333, tăng so với lũy kế năm trước là 7.371 tỷ 929 triệu 722.055. Tăng trưởng doanh thu, mức tăng trưởng nhẹ ở cả quý và lũy kế, cho thấy công ty duy trì ổn định trong việc tăng trưởng doanh thu. Giá vốn hàng bán, mã số 11. Quý 3 năm nay, 1.676 tỷ 667 triệu 38.077, tăng nhẹ so với 1.623 tỷ 745 triệu 636.594 quý 3 năm trước. Lũy kế năm nay, 4.816 tỷ 386 triệu 932.471, tăng so với 4.689 tỷ 995 triệu 343.435 năm trước. Tăng trưởng chi phí giá vốn cũng tăng nhẹ, phản ánh sự tăng trưởng tương ứng với doanh thu. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ, mã số 20. Quý 3 năm nay, 881 tỷ 418 triệu 10.842, tăng so với 839 tỷ 790 triệu 435.494 quý 3 năm trước. Lũy kế năm nay, 2.630 tỷ 968 triệu 570.304, tăng so với 2.670 tỷ 233 triệu 69.024 năm trước. Lợi nhuận gộp tăng trưởng nhẹ trong quý 3 nhưng giảm nhẹ trong lũy kế cả năm, có thể do chi phí tăng lên. Doanh thu hoạt động tài chính, mã số 21. Quý 3 năm nay, 150 tỷ 535 triệu 47.731, giảm nhẹ so với 203 tỷ 310 triệu 841.428 quý 3 năm trước. Lũy kế năm nay, 480 tỷ 816 triệu 529.345, giảm so với 548 tỷ 756 triệu 224.487 lũy kế năm trước. Doanh thu tài chính giảm, có thể do thị trường tài chính không thuận lợi hoặc giảm đầu tư. Chi phí tài chính, mã số 22. Quý 3 năm nay, 22 tỷ 194 triệu 62.584, tăng nhẹ so với 21 tỷ 866 triệu 210.011 quý 3 năm trước. Lũy kế năm nay, 56 tỷ 109 triệu 342.291, giảm so với 66 tỷ 628 triệu 835.470 lũy kế năm trước. Chi phí tài chính giảm trong lũy kế năm nay, có thể do tối ưu hóa chi phí vay nợ hoặc chi phí đầu tư. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, mã số 30. Quý 3 năm nay, 801 tỷ 684 triệu 117.598, giảm nhẹ so với 864 tỷ 452 triệu 556.372 quý 3 năm trước. Lũy kế năm nay, 2.544 tỷ 874 triệu 539.689, tăng nhẹ so với 2.699 tỷ 889 triệu 826.834 lũy kế năm trước. Lợi nhuận thuần giảm trong quý 3 nhưng tăng nhẹ trong lũy kế cả năm. Lợi nhuận khác, mã số 40. Quý 3 năm nay, âm 1.659.524.626, giảm nhẹ so với âm 892.480.854 quý 3 năm trước. Lũy kế năm nay, âm 5.552.813.575, giảm so với âm 1.510.301.944 lũy kế năm trước. Lợi nhuận khác tiếp tục âm, có thể do các khoản lỗ từ các hoạt động kinh doanh ngoài cốt lõi. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế, mã số 50. Quý 3 năm nay, 800 tỷ 24 triệu 592.972, giảm so với 863 tỷ 560 triệu 75.518 quý 3 năm trước.
Lũy kế năm nay, 2.535 tỷ 321 triệu 726.114, giảm nhẹ so với 2.698 tỷ 379 triệu 524.890 lũy kế năm trước. Lợi nhuận trước thuế có sự giảm, cho thấy chi phí có thể đã tăng hoặc doanh thu tài chính giảm. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, mã số 60. Quý 3 năm nay, 738 tỷ 28 triệu 958.784, giảm so với 802 tỷ 385 triệu 322.840 quý 3 năm trước. Lũy kế năm nay, 2.372 tỷ 224 triệu 880.694, giảm so với 2.498 tỷ 389 triệu 533.374 lũy kế năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm trong cả quý 3 và lũy kế năm, có thể do giảm doanh thu tài chính và tăng chi phí hoạt động. Nhận xét chung, doanh thu và lợi nhuận gộp tăng trưởng ổn định, nhưng sự giảm nhẹ ở lợi nhuận thuần và lợi nhuận sau thuế cho thấy công ty đang gặp phải một số khó khăn về chi phí tài chính hoặc chi phí hoạt động. Doanh thu tài chính giảm và chi phí tài chính dù có xu hướng giảm nhưng vẫn gây áp lực lên lợi nhuận chung của công ty. 1. Lợi nhuận trước thuế. Năm nay, 2.535 tỷ 321 triệu 726.114 Việt Nam đồng. Năm trước, 2.698 tỷ 379 triệu 524.890 Việt Nam đồng. Thay đổi, giảm khoảng 163 tỷ Việt Nam đồng, ngã 6,04%. Điều này cho thấy lợi nhuận trước thuế đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. 2. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động. Năm nay, 2.449 tỷ 398 triệu 807.432 Việt Nam đồng. Năm trước, 2.515 tỷ 35 triệu 222.940 Việt Nam đồng. Thay đổi, giảm nhẹ khoảng 65,6 tỷ Việt Nam đồng, ngã 2,61%, cho thấy hiệu quả hoạt động kinh doanh có thể đã giảm nhẹ hoặc chi phí tăng. 3. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. Năm nay, 2.691 tỷ 171 triệu 4.334 Việt Nam đồng. Năm trước, 1.682 tỷ 443 triệu 322.886 Việt Nam đồng. Thay đổi, tăng 1.000 tỷ Việt Nam đồng, ngã 60%, đây là một sự thay đổi tích cực đáng kể. Điều này có thể cho thấy dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chính đang tăng mạnh, mặc dù lợi nhuận thuần giảm nhẹ. 4. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư. Năm nay, âm 1.712 tỷ 280 triệu 825.613 Việt Nam đồng. Năm trước, âm 1.866 tỷ 537 triệu 384.889 Việt Nam đồng. Thay đổi, giảm dòng tiền âm từ hoạt động đầu tư khoảng 154 tỷ Việt Nam đồng, ngã 8,26%. Điều này có thể cho thấy công ty đã giảm chi phí đầu tư hoặc giảm bớt việc thoái vốn so với năm trước. 5. Chi phí lãi vay. Năm nay, 16 tỷ 94 triệu 855.317 Việt Nam đồng. Năm trước, 23 tỷ 526 triệu 652.088 Việt Nam đồng. Thay đổi, giảm khoảng 7,4 tỷ Việt Nam đồng, ngã 31,6%. Điều này cho thấy công ty đã giảm nợ vay hoặc hưởng lợi từ lãi suất thấp hơn. 6. Nhận định tăng trưởng. Công ty có sự tăng trưởng mạnh về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là một tín hiệu tích cực cho hoạt động kinh doanh chính. Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động có xu hướng giảm nhẹ, có thể do chi phí tăng hoặc doanh thu giảm. Dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư giảm, cho thấy việc quản lý đầu tư tốt hơn hoặc giảm chi phí đầu tư. Chi phí lãi vay giảm, phản ánh quản lý nợ hiệu quả hơn. 7. Tiền thu từ đi vay. Năm nay, 2.559 tỷ 342 triệu 187.679 Việt Nam đồng. Năm trước, 2.693 tỷ 425 triệu 711.923 Việt Nam đồng. Thay đổi, giảm khoảng 134 tỷ Việt Nam đồng, ngã 4,97%, cho thấy công ty đã giảm mức vay mượn trong năm nay so với năm trước. 8. Tiền trả nợ gốc vay. Năm nay, 3.100 tỷ 737 triệu 261.808 Việt Nam đồng. Năm trước, 2.199 tỷ 499 triệu 935.389 Việt Nam đồng. Thay đổi, tăng khoảng 901 tỷ Việt Nam đồng, ngã 40,96%, cho thấy công ty đang trả nợ nhiều hơn, có thể nhằm giảm gánh nặng nợ hoặc cải thiện tình hình tài chính. 9. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu. Năm nay, 1.249 tỷ 581 triệu 441.000 Việt Nam đồng. Năm trước, 1.772 tỷ 128 triệu 685.590 Việt Nam đồng. Thay đổi, giảm khoảng 523 tỷ Việt Nam đồng, ngã 29,5%, cho thấy công ty đã chi trả ít cổ tức hơn so với năm trước. Điều này có thể liên quan đến việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư hoặc củng cố dòng tiền.
10. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính. Năm nay, âm 1.790.976.515.129 Việt Nam đồng. Năm trước, âm 1.872.202.909.056 Việt Nam đồng. Thay đổi, dòng tiền âm từ hoạt động tài chính giảm khoảng 81,2 tỷ Việt Nam đồng, ngã 4,31%, cho thấy công ty đã giảm bớt các dòng tiền ra liên quan đến hoạt động tài chính, có thể nhờ vào việc quản lý nợ tốt hơn. 11. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ. Năm nay, 248.488.682.452 Việt Nam đồng. Năm trước, 73.177.884.022 Việt Nam đồng. Thay đổi, tăng mạnh khoảng 175 tỷ Việt Nam đồng, ngã 239,47%, cho thấy công ty đang giữ nhiều tiền mặt hơn vào cuối kỳ, có thể để duy trì thanh khoản hoặc chuẩn bị cho các hoạt động tài chính trong tương lai. 12. Nhận định tăng trưởng. Công ty đã giảm mức vay mượn trong khi tăng cường trả nợ, điều này có thể nhằm mục tiêu ổn định tài chính dài hạn. Cổ tức trả cho cổ đông giảm, có thể do công ty muốn giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư. Dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính vẫn âm nhưng cải thiện hơn so với năm trước. Lượng tiền mặt tăng đáng kể, cho thấy công ty có sự chuẩn bị tốt về mặt thanh khoản. Tổng hợp công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang ở phần thuyết minh báo cáo tài chính. 1. Lợi nhuận trước thuế. Năm nay, 2.535.321.726.114 Việt Nam đồng. Năm trước, 2.698.379.524.890 Việt Nam đồng. Thay đổi, giảm khoảng 6,04%, cho thấy sự giảm sút về lợi nhuận so với năm trước. Điều này có thể phản ánh chi phí tăng hoặc doanh thu giảm. 2. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh. Năm nay, 2.691.171.4334 Việt Nam đồng. Năm trước, 1.682.443.322.886 Việt Nam đồng. Thay đổi, tăng 60%, một chỉ dấu tích cực cho thấy dòng tiền từ hoạt động chính của doanh nghiệp đang tăng mạnh. 3. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư. Năm nay, âm 1.712.280.825.613 Việt Nam đồng. Năm trước, âm 1.866.537.384.889 Việt Nam đồng. Thay đổi, dòng tiền âm từ hoạt động đầu tư giảm khoảng 8,26%, có thể cho thấy việc quản lý đầu tư hiệu quả hơn hoặc giảm chi phí đầu tư. 4. Dòng tiền từ hoạt động tài chính. Tiền thu từ đi vay giảm nhẹ 4,97%, cho thấy doanh nghiệp đã giảm vay mượn. Tiền trả nợ gốc vay tăng 40,96%, cho thấy công ty đang trả nợ nhiều hơn, giúp giảm gánh nặng nợ. Cổ tức chi trả giảm khoảng 29,5%, cho thấy sự cẩn trọng trong việc chi trả cổ tức, có thể nhằm giữ lại lợi nhuận cho tái đầu tư. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính giảm âm dòng tiền nhưng ở mức thấp hơn so với năm trước, cho thấy sự cải thiện trong việc quản lý tài chính. 5. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ. Năm nay, 248.488.682.452 Việt Nam đồng. Năm trước, 73.177.884.022 Việt Nam đồng. Thay đổi, tăng mạnh khoảng 239,47%, thể hiện khả năng thanh khoản tốt hơn và sự chuẩn bị cho các hoạt động tài chính trong tương lai. Tổng kết, công ty đã cải thiện mạnh mẽ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong khi vẫn duy trì kiểm soát tốt các chi phí và đầu tư. Tuy lợi nhuận trước thuế giảm, dòng tiền từ hoạt động tài chính và đầu tư cho thấy xu hướng ổn định và có sự cải thiện trong việc quản lý dòng vốn.